Hello, xin chào các khách hàng yêu quý đã đến với livestream của DK Beauty ngày hôm nay. Hiện tại thì chúng ta đang gặp gỡ chị khách hàng tên là Hương qua để làm dịch vụ là laser mày và mí. Thì mọi người có thể xem qua một chút hình ảnh của khách hàng trước khi laser. Lông mày ban đầu của chị Hương thì bị tình trạng là trổ đỏ và phần mực mí của chị thì đang bị trổ xanh và khá là đậm. Chị Hương ơi, chị cho em hỏi một chút nhé, làm thế nào để mình biết đến DK vậy ạ? Chị xem qua Facebook. Dạ, vâng ạ, mình tham khảo qua Facebook và đến với DK để trao đổi niềm tin đúng không chị? Dạ vâng, em cảm ơn chị. Vừa rồi thì chuyên gia laser đã thực hiện xong bước là khử đỏ cho phần lông mày của chị Hương. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi quá trình laser tiếp theo với tình trạng lông mày và mí của chị Hương nhé. Với những khách hàng nào đã yêu quý và theo dõi DK & Beauty thì đều biết rằng tất cả các công nghệ tại DK thì luôn luôn là công nghệ tân tiến và mới nhất. Dịch vụ laser hiện tại đang sử dụng là laser Picomax năm 2022. Trong quá trình hút thì rất là nhẹ nhàng và diễn ra rất là nhanh chóng. Vừa rồi như mọi người có thể thấy trên livestream thì khoảng 10 đến 20 giây thôi là đã xong một bên lông mày của chị Hương rồi ạ. Chị ơi, chị cho em hỏi một chút là hiện tại chuyên gia đang thực hiện laser trên lông mày của mình thì mình có cảm nhận như thế nào được không ạ? Nó hơi tê tê một chút đấy. Dạ vâng ạ. Đấy, như khách hàng vừa chia sẻ trải nghiệm là cảm giác là hơi tê vùng lông mày của mình thôi. Với công nghệ laser Picomax 2022 vượt trội thì trong quá trình laser sẽ không gây cảm giác quá đau đớn, thậm chí là không gây bỏng rát hay bong chóc gì trên nền da của khách hàng. Và tình trạng lông mày của khách hàng vẫn còn nguyên vẹn, không bị cháy rụng lông nhé mọi người nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp chúng ta thực hiện laser mí cho khách hàng. Với laser ở vùng mí thì khi thực hiện sẽ có cái cảm giác là hơi châm chích nhẹ hơn một chút xíu thôi, bởi vì vùng mí sẽ là vùng da mỏng hơn so với vùng lông mày và môi. Sau khi laser xong thì như mọi người thấy ở trên live thì đã cải thiện được khoảng tầm 50-60% mực trên bề mặt da của khách hàng rồi. Thì với những tình trạng như chị Hương thì sẽ cần là phải hút liệu trình cho vùng mí khoảng tầm từ 10 đến 14 ngày khách hàng sẽ qua để thực hiện buổi laser mí tiếp theo. Thường thì với một ca laser mí, một liệu trình laser mí thì khoảng tầm 3 đến 4 lần thôi là khách hàng đã kết thúc liệu trình rồi. Tổng thời gian thực hiện laser mày mí thì kéo dài khoảng tầm từ 1 đến 2 phút là xong rồi ạ. Rất là nhiều khách hàng đang có nhu cầu để cải thiện tình trạng laser mày môi mí ở những cơ sở cũ đã làm không được đẹp và thậm chí là làm hỏng của khách hàng. Vì vậy những ai đang mong muốn cải thiện tình trạng thì hãy nhanh tay gọi điện đến số hotline là 0912310000 để đặt lịch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi là chị Hương sẽ... Chị ơi, em mời chị mắt, mình có thể mở mắt ra được rồi đấy ạ. Chị có thể theo dõi. Vâng, hơi chói một chút. Có đen hơi chói một tí. Chuyên gia có thể cho chị Hương xem qua gương được ạ. Đấy, như chị thấy thì cái tình trạng lông mày trổ đỏ của chị Hương bây giờ đã được loại bỏ hoàn toàn và lông mày của chị thì vẫn còn nguyên, không bị cháy rụng lông chị nhé. Laser mí thì vừa rồi chuyên gia có thực hiện là hút laser trên bề mặt da của mình thì em hẹn chị là khoảng tầm 5 đến 7 ngày nữa là mình có thể hút lông mày rồi, nhưng với vùng mí của mình thì khoảng 10 đến 14 ngày thì mình sẽ qua để thực hiện buổi thứ hai chị nhé. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Thì khách hàng ơi, ngoài số điện thoại hotline vừa rồi thì mình có thể đặt lịch qua fanpage là DK Beauty, DK Eye Brand Beauty hoặc là DK Planet Beauty nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo. Bye bye.